Sáng ngày 14 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh phát động thi đua năm 2021 để tập trung giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư. Cùng đó là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh gồm các dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1, xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, thi đua hoàn thành các dự án nâng cấp sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh, xây dựng hệ thống thoát và cải tạo mặt đường Huỳnh Tấn Phát huyện Nhà Bè, nâng cấp mặt đường và xây dựng hệ thống thoát nước Hương Lộ 11 huyện Bình Chánh. Sau một tháng tuyên án, phiên tòa xét xử sơ thẩm 12 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ, dự án Ethanol Phú Thọ. Đến nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 7 bị cáo và một đơn vị có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Theo đó, bị cáo Trịnh Xuân Thanh kháng cáo toàn bộ bản án. Cả 6 bị cáo còn lại đều xin tòa cấp phúc thẩm xem xét miễn trách nhiệm dân sự cho các bị cáo. Bên cạnh đó, 3 bị cáo Vũ Thanh Hà, Phạm Xuân Diệu, Nguyễn Xuân Thủy còn kháng cáo xin giảm khung hình phạt tội danh vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng từ khoảng 3 xuống khoảng 1, điều 224 Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo Lê Thanh Thái xin được hưởng án treo. Sáng ngày 14 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình đã trao quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh đối với ông Phạm Văn Lũy, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Bình Chánh. Ông Phạm Văn Lũy sinh năm 1969, quê quán huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, trình độ cử nhân luật, đang học thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Liên quan tới việc di tích quốc gia Chùa Đậu, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội, sau quá trình tu bổ, đặc biệt là việc di tích bị cấy thêm những hạng mục công trình mới. Chiều ngày 13 tháng 4, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã cử đoàn công tác, gồm có Thanh tra Bộ, Cục Di sản Văn hóa, tiến hành thanh kiểm tra thực trạng công tác quản lý tu bổ đang diễn ra tại di tích. Sau khi kiểm tra thực tế tại di tích, đoàn công tác khẳng định nhà chùa đã tự ý xây dựng một số hạng mục mới trong khu vực bảo vệ 2 của di tích quốc gia Chùa Đậu khi chưa có ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch theo quy định tại Nghị định 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ. Các hạng mục này bao gồm cổng vào liền kề tả vu, giảng đường, nhà khách. Tổng quan hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020 được Tổ chức Phát triển Liên Hiệp Quốc công bố sáng nay ngày 14 tháng 4 cho thấy hiệu quả quản trị và hành chính công trong nhiệm kỳ chính quyền các cấp 2016-2021 có nhiều chuyển biến tích cực hơn nhiệm kỳ 2011-2016. Bên cạnh đó, mức độ hài lòng với điều kiện kinh tế hộ gia đình năm 2020 giảm xuống tới mức thấp nhất trong 5 năm qua. Đồng thời đánh giá của người dân về nền kinh tế của Việt Nam nói chung ở mức bi quan nhất trong 3 năm qua. Lần đầu tiên sau 10 năm, tỷ lệ người dân cho biết tình hình kinh tế hộ gia đình của họ ở mức khá và rất khá giảm đi. Mức độ lạc quan với nền kinh tế của Việt Nam cũng giảm mạnh. Thể hiện qua việc số người cho rằng tình hình kinh tế của đất nước hiện nay ở mức kém tăng lên đáng kể so với 2 năm trước. Ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 13 tháng 4, đồng loạt các phường, xã, thị trấn và các khu vực bỏ phiếu tại thành phố Hồ Chí Minh đã niêm yết danh sách cử tri theo quy định. Tại khu vực bỏ phiếu 332 trụ sở ban điều hành khu phố 3, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, danh sách 1.488 cử tri được địa phương in ấn. Trên địa bàn quận 1, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 cho biết, quận có 73 khu vực bỏ phiếu với 164.000 cử tri. Tại quận 8 trong ngày 13 tháng 4, việc niêm yết danh sách hơn 267.500 cử tri tại 156 điểm đã hoàn tất. Tại quận 3, danh sách cử tri được niêm yết tại 72 điểm. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Củ Chi cho biết, toàn bộ 222 điểm bỏ phiếu và trụ sở 21 xã, thị trấn đã đồng loạt niêm yết danh sách, tổng cộng hơn 322.300 cử tri. Dự kiến ngày 12 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh phát xong thẻ cử tri. Chiều ngày 13 tháng 4,
Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản chấp thuận chủ trương thí điểm triển khai dịch vụ xe đạp công cộng Mobile trên địa bàn quận 1. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, thời gian đầu sẽ triển khai 43 điểm để xe tại khu vực trung tâm quận 1 với 388 xe. Xe được để trên các tuyến đường Hàm Nghi, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Huệ, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Công Trứ, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thị Nghĩa, Phạm Ngũ Lão, Lê Duẩn. Xe đạp này được gắn hệ thống khóa thông minh và đảm bảo an toàn như khóa hỗ trợ tính năng GPS, hỗ trợ đóng mở khóa qua kết nối mạng hoặc Bluetooth. Để sử dụng dịch vụ này, người dùng cài đặt ứng dụng mobile trên điện thoại di động thông minh, quét mã QR code để mở và khóa xe.